À, kính thưa anh chị em, chúng ta im lặng thì chúng ta bắt đầu chương trình phát gạo của chúng ta nha. Rồi bây giờ mọi người có chuyện riêng gì đó, mọi người có chuyện riêng gì đó chúng ta dừng lại, chúng ta khoan hãy nói để về nhà nói nha. Còn ở đây thì chúng ta sẽ làm việc. Rồi bây giờ theo nguyên tắc mà chúng ta làm việc cách đây là 2 năm rồi thì chúng ta làm việc có trời, có đất, có Chúa, có Phật, có thần, có thánh, rồi có con người. Vậy thì bây giờ Trang kêu gọi tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên đọc kinh. Cảm ơn Chúa để mình nhận một phần gạo nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cúi xin Chúa sáng soi. Trời cho chúng con làm việc gì phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho tới hoàn thành được nhờ bởi ơn Chúa, amen. Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con quy tụ tất cả những con cái của Chúa đang tản mát khắp nơi để về điểm hội chữ thập đỏ để nhận phần quà mà Chúa đã thương và ban tặng cho họ. Đó là lòng thành của chúng con cũng như lòng thành của tất cả con cái Chúa đang có mặt ở đây. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những anh chị em này. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Nên nhân Cha và Con và Thánh Thần, amen. Rồi xin mời mọi người ngồi xuống nè. Trước tiên là Cha xin chào tất cả mọi người, tất cả bà con cô bác 3 tháng gặp lại một lần nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay chung nha. Xin kính chào anh Tám, cho anh Tám một tràng pháo tay nha. Xin kính chào chú Năm là trưởng ban ấp ở đây. Kế bên anh Tám là anh Năm là ban quản nhiệm của điểm hội chữ thập đỏ. Kế bên anh Năm là chị Hạnh là thư ký của điểm hội chữ thập đỏ. Kế bên chú Năm là chị Năm là thủ quỹ của điểm hội chữ thập đỏ. Kế bên đây là hai chi hội trưởng của ấp Thung Rôn và Mai Hương. Tuy nhiên thì chúng ta còn chúng ta tới 10 chi hội rồi. Nhưng mà hôm nay cha nhắc lại một chuyện là chi hội trưởng hội chữ thập đỏ ấp Vườn Lớn của chúng ta đã qua đời rồi, biết ai không? Biết. Ai? Chính Nhiều. Có ai đọc kinh cho ổng không? Ai còn lễ cho ổng không? Ổng thánh gì? Không biết đâu, thánh gì ổng thánh gì em biết. Ổng thánh Gabriel nghe, Nguyễn Văn Nhiều. Vậy thì thay vì hôm nay sẽ có anh Chính Nhiều ngồi ở đây đúng không? Mà giờ anh Chính Nhiều không có đây, mình nhắc lại cho ổng chút ha. Vậy thì chúng con cậy diện Chúa nhân từ cho linh hồn Gabriel nha, được không? Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ. Mời người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, amen. Chúng con cậy diện Chúa nhân từ cho linh hồn Gabriel được lên chốn nghỉ ngơi. Và đưa Chúa trời sáng nay vui vẻ vô cùng, amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin cho một tràng pháo tay anh Chính Nhiều nhé. Đó là chúng ta đã chào hết tất cả mọi người, kể cả những người quá cố hay là những người đang còn sống với chúng ta cũng vậy. Chúng ta ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Anh Chính Nhiều 2 năm qua anh đã dày công để mà giúp cho anh chị em, nhất là một cách đặc biệt là giúp cho bà con ở ấp Vườn Lớn. Thì chúng ta phải cảm ơn ảnh. Rồi hôm nay nói theo niềm tin của người Công giáo là Chúa đã gọi ảnh về rồi. Thì chúng ta vẫn còn nhớ ảnh trong lời kinh thì chúng ta mới vừa cầu nguyện cho ảnh như vậy là tốt rồi ha. Còn phần còn lại thì chúng ta phó thác cho Thượng Đế, cho Chúa an bài cho ảnh nha. Còn tất cả những anh chị em đang có mặt ở đây thì như dự kiến của chúng ta là 3 tháng chúng ta sẽ phát gạo một lần nhé. Thì đó là những cái chương trình mà chúng ta phải làm việc năm này sang tháng nọ qua tháng kia, chứ chúng ta không có làm theo kiểu là tới hạn là lên, chứ chúng ta không nói theo kiểu là không biết tháng này có không, tháng sau có không. Chúng ta dẹp qua cái chuyện có không qua lên nhé. Chúng ta tới hạn là lên. Tới hạn là lên. Làm việc như thế đó, thì nó mới có một cái lòng tin với nhau. Còn nếu không thì chúng ta mất lòng tin với nhau, chúng ta làm việc khó dữ lắm nha. Thì bây giờ anh chị em muốn biết cái chi phí của một năm vừa qua, của 3 tháng vừa qua không?
muốn biết mình chi phí ở đây bao nhiêu tiền không? Ha? À, vậy thì xin xin mời thủ quỹ ha, xin mời thủ quỹ cho biết cái chi phí của năm vừa qua. Năm nay. Thì con rất kính chào cha Phêrô, kính chào anh Tám là nguyên chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim và anh Năm là chính quyền ấp Dòng Lớn và tất cả bà con cô bác có mặt trong cái buổi cho gạo hôm nay. Thì con cũng nói lên là cái điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương và cho không. Kính thưa tất cả bà con cô bác, chương trình yêu thương cho không gồm có 6 mục. Mục thứ nhất, chi phí cho gạo từ ngày 1 tháng 8 2018 đến 1 tháng 2 2019 cho được 16 tấn là ba quý, số tiền 160 triệu đồng. Chi phí nước tình thương là số 2, cho được 1.920 thùng, số tiền là 13 triệu 440 ngàn đồng. Mục thứ 3, chi phí xây nhà tình thương năm 2018, 7 căn nhà, mỗi căn nhà 55 triệu đồng, có 1 căn sửa chữa bằng 7 triệu đồng. Tổng cộng xây nhà, xây và sửa 8 căn nhà, số tiền 392 triệu đồng. Số 4, chi phí chữa bệnh năm 2018, chi phí 132 triệu đồng. Lý do đưa đón bệnh nhân khám bệnh tại các bệnh viện tỉnh Trà Vinh đến bệnh viện Sài Gòn là trung tâm Hòa Hảo. Chi phí cho hồn và chôn cất năm 2018 là ông Nguyễn Văn The, số tiền cho hồn và xây mã cho ông The số tiền 10 triệu đồng. Còn 9 cái hồn và tiền cho luôn trả cả có anh chính nhiều là 44 triệu đồng. Chi phí con đường khoảng 1 cây số, dưới 1 tỷ đồng trên dưới điểm Hội Chữ Thập Đỏ. Cái điểm này là cái mục số 6. Tổng chi phí trong 6 mục này số tiền là trên dưới 1 tỷ 872.848 đồng. Cái phần mà chi gạo thóc nước nôi này kia nọ là 800 mấy đó. Sau cùng con xin cảm ơn cha và tất cả quý bà con cô bác. Con xin nói đây. Cha xin nhắc lại cái vấn đề chi phí trong một năm qua. Thứ nhất là chi phí về gạo đó thì suốt một năm như vậy là số tiền là 160 triệu đồng. Tức là trong cái năm 2018 thì cho một mỗi tháng cho lần này cũng tính. Cho tới tháng 7. Rồi từ tháng 7 tới đây là 3 lần. Thì là cho 3 lần, mỗi lần 6 tấn, 3 lần 18 tấn. Là như vậy. Cái chi phí cho nước tình thương câu vậy mà nó lớn dữ lắm anh chị. Câu vậy mà nó lớn dữ lắm. Nó lớn về vấn đề đầu tư chở nước, rồi lấy nước đem về, rồi đi cho từng người một. Trong quá trình cho nước thì có khi là những người nghèo khó vẫn phải cho chút đỉnh tiền, hay là cho này cho nọ cho kia. Cho nên cái chi phí nước thấy vậy mà nó lớn, lớn dữ lắm đó. Theo cái nhìn của cha là nó lớn dữ lắm. Tại lâu lâu có người nghèo vô xin nước hay xin tiền mình làm sao vậy? Đó không lẽ mình la làng lên. Cái chi phí xây nhà tình thương của năm 2018 là 8 căn nhà. 8 căn nhà, tôi nói sửa chữa một căn nhà. Mỗi căn nhà là 55 triệu đồng. Có một căn nhà sửa chữa là 7 triệu đồng của anh Hiếp. Thì tổng cộng số tiền đó là 392 triệu đồng. 392 triệu đồng trong năm 2018 vừa qua. Tới đây ta nói luôn cái năm 2019 chúng ta sẽ xây 13 căn nhà. Chúng ta làm 13 căn nhà thì căn nhà đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đó là ngày 1 tháng 2 âm lịch. Ngày 1 tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ khởi công. Cha đang nói âm lịch nha. Thì nhà đó là nhà của anh Kiệt. Mấy anh Kiệt đang có mặt đây không? Dạ. Thì cha sẽ làm cho anh Kiệt một căn nhà đầu tiên của năm 2019 là ngày 1 tháng 2 âm lịch.
Còn những căn nhà khác thì cha chưa định ngày, cho nên cứ đợi rồi sẽ ban ban cửa điểm và chữ thập đỏ sẽ định ngày cho. Ha. Riêng về chi phí của nhà sang năm thì nó cũng nhiều lắm. Về chi phí của chữa bệnh năm 2018, chi phí trong một năm qua 132 triệu đồng. Lý do là tất cả các bệnh nhân của năm 2018 vừa rồi đó là khi đến đây thì chữa bệnh là yêu thương gì cả không. Ủa như vậy chúng ta nói chúng ta chữa bệnh bằng công nghệ cháo nano thì tại sao chúng ta tốn tới 132 triệu đồng? Chuyện này hơi lạ phải không? Cho giải thích cái chỗ lạ. Ví dụ như bây giờ là người ta đưa đến mình một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thì đương nhiên là cái ung thư này nó phải, ngoài cái chuyện thuốc nam ra, công nghệ cháo nano ra, chúng ta còn phải hợp tác với thuốc tây nữa. Chứ đâu có đơn giản là chữa hết họ được. Vậy thì trong quá trình chúng ta chữa họ ở đây, nhưng mà nếu mà trục trặc chúng ta phải chuyển họ đến bệnh viện Trà Vinh, hoặc là chúng ta chuyển họ đến bệnh viện Minh Tâm của tỉnh Trà Vinh, hoặc là chúng ta chuyển họ đến bệnh viện Chợ Rẫy, hoặc là chúng ta chuyển họ đến bệnh viện truyền máu huyết học, chứ nha. Nếu như cái bệnh của người đó mà cần đến bệnh viện nào giúp đỡ thì từ đây chúng ta sẽ chuyển họ đến đó. Vậy thì tiền xe cấp cứu nè, tiền khám cho họ, tiền chữa bệnh cho họ tại bệnh viện đó. Anh chị em thấy không? Cho nên nó khó khăn vô cùng trong vấn đề chữa bệnh. Không phải đơn giản là chữa một ca bệnh mà hết. Dĩ nhiên thì tất cả những cái bệnh viện mà khi mình chuyển bệnh nhân đó đi đó, thì người ta chỉ chữa bằng triệu chứng thôi, chứ người ta không thể chữa được cái căn ung thư. Chỉ ở đây mới chữa được căn bệnh ung thư. Nhưng mà trong quá trình chữa cái căn bệnh ung thư đó thì bệnh nhân nó ngặt nghèo quá, nó nặng quá, buộc mình phải di chuyển đến thuốc tây để mà hỗ trợ trong 5-3 ngày gì đó để họ khỏe lại rồi họ tiếp tục trở về đây để điều trị tiếp. Cho nên cái chữa bệnh ở đây khó vậy. Và cũng chính vì cái khó đó mà nếu như ở đây mà chữa bệnh một cách tự nhiên, tức là ai về chữa cũng được mà chữa không nổi, chữa bệnh không nổi. Vậy thì tại sao cha chữa không nổi là thứ nhất là cha không có kinh phí. Thứ hai nữa là cha cũng nói rõ là cái này cha nhắc lại thôi, là năm 2014 thì giáo hội Công giáo đã ra cho cha một cái dạ phạt dạ tiệt thông tiền cớp. Tức là cái tiệt thông này nó vẫn còn hiệp thông với giáo hội, nhưng mà nó không phải là bị đuổi ra khỏi giáo hội. Không phải là cha Tường bị giáo hội Công giáo đuổi ra, nhưng mà cha Tường bị giáo hội Công giáo dừng cái việc làm lễ lại. Tức là không cho anh làm lễ nữa, không cho cha làm lễ nữa. Lý do là cha đang đi sai, ăn cây cỏ mang giống là cha đi sai, cho nên không cho cha làm lễ nữa. Để khi nào cha ăn năn sám hối, cha thấy cha ăn động vật là đúng thì tôi cho cha làm lễ lại. Đó là như vậy. Vậy thì giáo hội Công giáo ra một cái văn thư là không cho người Công giáo đến với cha, cấm tất cả người Công giáo trên thế giới là đến với cha, là bị cấm. Từ chỗ đó thì nó mới có một cái lực là ban đầu thì linh mục Công giáo cha sở thì ký giấy đưa về để chữa bệnh. Thì thời gian sau thì cha sở ký giấy đưa về bị giám mục làm khó, rồi thì cha sở không dám ký nữa. Thì đến khi cha sở dắt về thì bị giám mục làm khó, rồi đến khi giám mục dắt về thì giám mục không chịu dắt về. Để đến khi Đức Hồng Y dắt về thì Việt Nam giờ không có Đức Hồng Y. Việt Nam giờ không có Đức Hồng Y. Thì hôm nay cha tuyên bố thẳng luôn, do bởi ở Việt Nam không có Đức Hồng Y dắt con chiên về chữa bệnh. Nghe kỹ nha. Thì bắt đầu từ hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2019 thì sao? Thì Đức Giáo Hoàng dắt về. Vậy thì cha đã nói trước ở đây là ai là con chiên Công giáo, nghe cho kỹ nha, về truyền thông lại cho mọi người cùng sống. Chỉ có Đức Giáo Hoàng dắt về mới được chữa bệnh. Đem cái mộc của tòa thánh Vatican gì đây ký tên vô thì được cha chữa bệnh cho. Còn nếu không có Đức Giáo Hoàng dắt về thì miễn luôn, không ai được điện cho cha để xin chữa bệnh. Bắt đầu hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco đương kim dắt về thì được cha chữa bệnh.
còn tất cả thì không được nữa. Ủa cha nói như vậy thì xem ra nó kỳ quá. Không có kỳ đâu. Không kỳ ở chỗ là giáo hội Công giáo không có cho rằng là cha đúng, chỉ cho là cha sai thôi. Chỉ cho là cha sai thôi thì cha không thể chữa được. Nhưng mà ngay chỗ này cha mở ngoặc cha nói luôn. Cách đây hai bữa có ông cha giáo đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ đến thăm cha, là ông cha Phú. Ông đến ông thăm cha thì đến nhà thờ Dòng Lớn ăn cơm, ngủ nghỉ một đêm, rồi sáng hôm sau lại đây thăm cha. Thì cha và cha Phú cũng tay bắt mặt mừng dữ lắm. Tức là có nghĩa là cha Tường là học trò của tôi hồi xưa, à, bây giờ cha Tường bị giáo hội truyền thông thì tôi không biết lý do gì. Thì cha cũng nói rõ lý do ăn cây cỏ là hạt giống chứ có gì. Thì tất cả cha và cha Phú không giải quyết được vấn đề để cha trở lại hay là để cho con chiên chữa bệnh. Tại vì cái chuyện này là chuyện của người trên, của người lớn, người Công giáo giải quyết. Thì cha có nói với cha Phú rằng đây là cái chương trình chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người trên 196 quốc gia, chứ không chữa riêng cho người Công giáo hay là người Phật giáo. Nhưng tất cả những người thuộc các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã dắt về. Còn tất cả người Công giáo trên thế giới thì Đức Giáo Hoàng Francisco dắt về. Là giờ cha chỉ có biết hai người đó là cha chữa bệnh thôi. Ngoài hai người đó ra là không ai được vô đây một cách đơn giản. Ngoài những người ngoại quốc mà có quốc tịch Mỹ, những người các nước khác mà có quốc tịch của nước khác, cha sẽ chữa không cần ai dắt về cả. Còn nếu có thẻ xanh cũng không được. Thẻ xanh gọi là tạm dung, tạm trú. Ngoại trừ những người Việt Nam, tất cả mọi người 90 mấy triệu dân của Việt Nam mà nếu là người Công giáo thì phải có Đức Giáo Hoàng các gì. Còn nếu là người các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã các gì. Cha nói rồi lại lần nữa nha. Thì cha nói trả lời với ông cha Phú. Thì cha nói là năm 2019 này cha sẽ đến. Trong năm 2019 hoặc là 20 hoặc là 21, cha không biết ngày nào. Bắt đầu từ năm 2019 hoặc là 20 hoặc là 21 mà cha không biết ngày nào cha sẽ đến Vatican. Cha đi được không? Hả? Cha sẽ đến Tòa Thánh Vatican để hỏi Đức Giáo Hoàng cho ra lẽ ngọn ngành. Cái lý do tại làm sao mà không cho con chiên chữa bệnh mà cha sẽ nói chuyện trực tiếp với Đức Giáo Hoàng được, bởi vì cha biết nói chuyện tiếng Anh mà. Cha biết nói chuyện tiếng Anh thì đương nhiên Đức Giáo Hoàng biết nói chuyện tiếng Anh thì giữa cha và Đức Giáo Hoàng sẽ bàn với nhau. Chứ giờ cha không bàn với Hồng Y giám mục nữa, bán này không có thẩm quyền. Thì những người Công giáo chờ nha. Ở đây những ai là người Công giáo chờ năm 2019, 20, 21 nếu cha đến được Vatican được thì cha sẽ bàn trực tiếp với Đức Giáo Hoàng lý do nào anh không cho con chiên của anh chữa bệnh. Khi cha nói như thế, ông cha Phú á, ông cha giáo chậm, ông sợ rồi. Ông nói bây giờ cha phải bàn với ông Đức Cha Hai, rồi bàn với Hội đồng Giám mục Việt Nam đi, rồi mới có tính cái chuyện mà đi tòa thánh. Tại vì mấy ông phạt tôi là sai rồi, nhưng nó nói ông rung. Rung. Thấy không? Rung. Bây giờ rung rồi. Ngày trước cha làm việc ở đây thì khó quá, cha đi Hà Nội, cha hỏi Hà Nội. Thì bây giờ cha làm việc ở trong đạo Công giáo mà khó quá, cha qua Đức Giáo Hoàng cho hỏi. Vì cha thương con chiên bệnh, cha đổi cái khăn the lên cho đi, được không? Xách cái khăn the vũ cái bạch cho hết bụi cái đội lên đi, qua Đức Giáo Hoàng hỏi. Tại sao anh không cho người Công giáo chữa bệnh? Trong khi đó 196 quốc gia không ai chữa được bệnh ung thư, có mình tôi chữa được. Con làm không? Có mình tôi chữa được ha. Gần 8 triệu người Công giáo, gần 8 triệu người trên vũ trụ này có mình tôi chữa được, mà tại sao anh không cho người Công giáo chữa được? Trả lời cho tôi. Kẹt lắm à. Cha đến tòa thánh là kẹt lắm. Này cha nói là cha làm nha. Nhưng mà cha không có định đi ngày nào. Cha chưa định ngày rõ, nhưng mà cha sẽ đi. Đó là cái chuyện. Còn trong năm 2018 vừa qua thì cha nhận bệnh khoảng 200 ca. Chết bao nhiêu ca thì cha không biết. Là bởi vì là ở đây thì chết có mấy ca thôi.
Còn khi họ đi, họ ăn, họ theo phát đồ không nổi, họ theo công nghệ không nổi, họ đi về nhà, họ chết thì cha không biết, họ không thông báo lại. Còn cha cứu được 28 ca là có giấy tờ đâu đó đàng hoàng. Cha cứu được 28 ca bệnh nay, cha nghe cho rõ nha. Cha cứu được 28 ca bệnh nan y có giấy tờ rõ ràng đâu đó đàng hoàng và có chính phủ Việt Nam phê duyệt, cụ thể là chính quyền địa phương, cụ thể là khu vực các nhà khoa học đầu ngành cả nước ở Hà Nội đã phê duyệt chuyện này. Trọn về cha, con đã nghe Chúa ơi, con đã nghe rồi lời Chúa ban lên gọi con từ nay đi hôn đình, đi người về con, về con từ mãi chan xưa ấy. Con đã nghe rồi lời Chúa vang lên giữa trong đêm trường, và con xin đáp lại Chúa ơi bằng lời yêu thương, bằng lời yêu thương. Khi muôn thương đau kín phủ cuộc đời, khi muôn gai trong hồn con ước nguyện xưa ấy vẫn vọng đâu đây, xin nguyện luôn tin hành theo tiếng gọi đầy niềm cho ba mưu toan tháng ngày thật vui,
cho bao nguy nan một thân ta. Nguyện linh hồn thân xác mãi là chính chắn, cho vẹn câu ước thề cho thế trần mùa hồng ân. Chuyện mà cha chữa bệnh ung thư là cha chữa được, cha chữa đàng hoàng dữ lắm. Thì đương nhiên là bất kỳ người nào mà không được chữa bệnh là cha sẽ đi hỏi, cha hỏi người lớn, tại sao anh không cho con anh chữa bệnh, tại sao anh không dắt dân anh về để chữa bệnh. Đó là cái cha sẽ phải hỏi ra, cha phải đặt ra để cha giúp người mà, cha cứu người mà, chứ cha không có ý gì khác cơ đó. Cha không có ý lập đạo, phản đạo, phá đạo hay là chống đảng, chống nhà nước. Cha không có ba ý này. Ở đây cha không ở không làm chuyện đó. Mà cha cũng không có cái tinh thần mà cha, con người cha không phải là con người đó. Con người của cha là con người của hòa bình, con người của yêu thương và cho không. Chứ không có con người của lập đạo, phản đạo hay là chống nhà nước. Cha không phải là con người đó. Mà là con người của yêu thương và cho không. Hay nói khác hơn là con người của hòa bình. Cho nên cha đến cha hỏi là để cha cứu dân, chứ không phải cha cứu cha. Còn chi phí cho hàng, cái hàng cho người chết, đây gọi là cái hòm. Thì năm nay cho cũng nãy giờ nhiêu cái hòm đó, cha dòm vô cha hết thấy đường rồi. Nhưng mà cha thông báo rằng ở đây mình có đất thánh, thì tất cả những ai mà không có điều kiện thì liên hệ với anh Tám. Khi mình qua đời mình sẽ được chôn cất ở đây và được xây mồ mả đâu đó đàng hoàng nha. Còn chi phí cho con đường thì anh chị em đang đi trên con đường đó, chi phí con đường này trên dưới 1 tỷ đồng. Nhưng mà chúng ta đã làm được mới phân nửa thôi, chúng ta còn làm phân nửa nữa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ chờ qua Tết. Với lại con đường này nó có một cái khó, sẵn đây cho nó cái khó luôn, là bởi vì là từ đây đi Lợi Đẳng thì nó ngay cái chỗ cái cây cầu á, ngay chỗ cái cây cầu chỗ lỗ dầu đó, là nó có lủng một lỗ. Tức là trời mưa lớn quá thì nó bị sụp, nó sụp cái hố đó. Mà cái hố đó thì lý do là mưa nhiều quá nó sụp. Thì bây giờ liệu mình làm lại thì nó sụp nữa không? Mà lý do sụp là nó cũng có nhiều lý do đó. Ví dụ như là nước nhiều, nước động hay là mưa nhiều hay là dịch xỉa nó sụp. Thì không biết là cha sẽ làm bờ kè như thế nào, thì cha đang nghiên cứu chỗ đó để có gì cha sẽ hoàn thiện con đường này cho tốt. Đó là cái chương trình của cha thông báo về cái ngõ thủ quỹ như vậy. Bây giờ tiếp theo là cho mời anh Tám nha, xin mời anh Tám có vài lời. Tôi hỏi Tám xin chào linh mục, chào tất cả trong điểm hội chữ đỏ và tất cả bà con dự là hôm nay là lời chào trân trọng nhất. Cũng thưa tất cả bà con về dự gạo hôm nay, thì nhìn chung lại là cũng như là một quý đã qua thì quý này kế tiếp thì được bà con đến dự thì Tám cũng rất vui mừng. Được bà con đến đông đảo dự thì riêng thì Tám cũng có đôi lời nhắc nhở với bà con, thì chúng ta hãy lấy tình yêu thương là tất cả những gì mà chúng ta đã hưởng thì chúng ta phải giữ gìn để gặt hái. Như là giờ bà con được về cái phần nhà tài trợ giúp cho bà con, chúng ta nên là về nhắc nhở bà con cái chúng ta, con cháu chúng ta giữ là giữ gìn cái là ấp chúng ta, ấp nông thôn mới, vì xã chúng ta gần lên xã thôn mới thì chúng ta ráng nhắc nhở bà con
chúng ta nên là giữ gìn tốt, đừng để vướng tệ nạn xã hội, để phát huy trong đó để chuẩn bị cho cái xã nông thôn mới chúng ta lên là tốt đẹp. Một lần nữa là Tám cũng nhắc nhở. Thì sau cùng cũng trước là cho chúc sức khỏe linh mục năm mới và tất cả bà con trong đại diện điểm chuyển đổi và tất cả bà con nhận gạo hôm nay được năm mới được dồi dào sức khỏe, là hạnh phúc, là thành đạt trong công việc. Thì cảm ơn anh Tám rất là nhiều đã nhắc nhở bà con. Thì thực ra thì trong đầu của cha cuối cùng thì cái mà cho ưu tư nhất là cái cứu người. Chuyện gạo, thóc, nhà, cửa, xây dựng cầu, đường, trường, trạm thì chuyện đó bây giờ cha chỉ là người đại diện mặt thường quân thôi. Còn tất cả ban hội chữ thập đỏ họ làm. Nhưng mà cái mà cha ưu tư nhất là cha cứu cái mạng sống, cứu lại cái mạng sống của bà con đây, của anh chị em đang ngồi đây nè. Nhưng mà khả năng của mình cứu mạng sống rất là dễ, nhưng mà cái mà cứu không được thì rất là buồn. Thật ra cha cứu anh chị em không được, cha buồn lắm. Cha cứu người con giáo dòng lớn không được, cha rất là buồn. Do bởi cái khoảng cách giữa hội thánh không cho phép cha cứu, cho nên cha khó chịu chứ. Thì đương nhiên khi một người mà khó chịu rồi, người ta sẽ tìm cách để người ta dễ chịu. Ta sẽ tìm cách để người ta dễ chịu hơn nè. Ví dụ mình ngủ mình nghẹt lỗ mũi bên đây, mình nghẹt lỗ mũi, mình nằm nghiêng, nghẹt bên đây thì mình nằm nghiêng bên, nằm cho bên này nghẹt luôn để thở bên đây thì dễ chịu hơn nè. Khi nào nó thông thì nó hai lỗ. Thì cái mà ta khó chịu nhất là người con giáo dòng lớn không được cứu, đó là cái ta khó chịu nhất. Thì đương nhiên cha nói rồi, ta khó chịu ta phải làm cho cha dễ chịu, ta sẽ nghĩ đủ cách để cha làm cho cha dễ. Ta ăn rồi ta nghĩ không mà, ta ăn rồi ta suy nghĩ không chứ ta đâu có làm gì khác. Không nè, tối ngày ta ăn no rồi ta suy nghĩ làm sao cho mình dễ chịu, làm sao để mình cứu được người con giáo ở dòng lớn của mình. Tại vì dù sao đi nữa nơi này là nơi chôn nhau cắt rúng của cha. Người con giáo dòng lớn đối với cha cũng là những người thân, những người cùng quê xứ sở của cha. Ta cứu được cha khó chịu, thì khi ta khó chịu ta sẽ làm cho cha dễ chịu. Thì đó là cái mà anh Tám cũng nhắc nhở ở vấn đề hội chữ thập đỏ. Thì anh chị em cố gắng sống cho nó tốt, sống cho nó tốt để rồi sẽ có người đến cứu mình. Mình sống cho nó tốt để rồi có người đến cứu mình. Bây giờ cái người tiếp theo cha mời đó là ông quản nhiệm điểm hội chữ thập đỏ nha. Hãy xin cho một tràng pháo tay. Kính thưa cha Pedro cùng ban điểm hội thập đỏ, cùng bà con đến đây để mà nhận gạo hôm nay, tôi cũng nhắc nhở thêm với bà con ráng cố gắng để vượt lên chính mình. Tôi cũng xin bà con mình ráng cố gắng để ráng cố gắng cầu nguyện cha Phêrô có thành tích tốt đẹp và khỏe mạnh hơn để lắng lo cho điểm học tập đó này. Tôi xin hết. Xin cảm ơn ngoại nhiệm. Sẵn đây cha nói luôn. Ông quản nhiệm ngày xưa thì trước khi cha về đây thì ổng cũng biết chữa bệnh bằng thuốc nam, ví dụ như là đắp bằng lá cây hay là phun bằng lá cây. Thì sau khi cha đưa cái công nghệ cháo nano này vào chữa bệnh ung thư thì đương nhiên là cái tay nghề của ông quản nhiệm này sẽ được nâng lên, được nâng lên. Do vậy mà trong năm 2018 vừa qua thì cái công cận của ông quản nhiệm này rất là lớn. Ông cùng với ban quản nhiệm, cùng với ban của cái ban chữa bệnh ở đây ha, chữa được 28 ca thành công. Trong đó có ông quản nhiệm ông phun thuốc hay là đắp thuốc hay là cho uống. Theo cha thì nhìn thấy thì cái công uống ngoài tho thì cái ở ngoài tho này cũng lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Thì trong đầu cha nói tới nó luôn cũng là chữa bệnh. Cũng là chữa bệnh chứ không có gì khác hơn. Vậy thì đương nhiên như cha nhắc lại nữa thì hãy cha gặp anh Tám thì cha nhớ dù chữa bệnh, hãy cha gặp anh Năm thì cha nhớ dù chữa bệnh, hãy cha gặp ông chú Năm Phụng thì cha nhớ dù chữa bệnh. Cha không nhớ dù cho gạo hay là cho nhà, cha không nhớ qua chuyện này. Dĩ nhiên thì khi cha nói đây rồi anh chị em á giúp cha chứ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Anh chị em ơi, coi vậy chứ cha thường chết rồi cũng buồn lắm ạ. Thấy chưa nè, cũng buồn lắm. Tuy rằng đối với cha bây giờ là xã hội đã không xài cha,
tôn giáo không xài cha, nhưng mà cha không quan trọng chuyện đó. Cha quan trọng cha đang làm chuyện gì, chứ cha không quan trọng là xã hội xài cha hay là tôn giáo xài cha. Hiện bây giờ xã hội không xài cha, mà tôn giáo cũng không xài cha luôn. Ừ, nhưng mà cha không quan trọng hai điều đó. Cha quan trọng là cha đang xài cha như thế nào. Hôm qua cha nói cách đây khoảng một tháng, có một bà giọng nói người Bắc điện cho cha. Điện cho cha có vẻ như là trách cha. Thưa cha, chứ cha giỏi quá, cha hay quá, mà tại sao là cha ăn cây cỏ hột giống chi để bị đuổi. Thì khi cha nghe bà nói chuyện như vậy thì cái cảm giác cha đầu tiên là bà là người ngoại đạo. Bởi vì nếu là người Công giáo là cây cỏ có mang hạt giống, đó là người Công giáo. Còn cái người ngoại giáo ta không hiểu thì cây cỏ hạt giống, cây cỏ hột giống. Cây cỏ hột giống không có nghĩa cây cỏ có mang hạt giống, đó mới là ý nghĩa nha. Cái trái cây có mang cái hạt giống, ví dụ như trái xài có mang hạt giống, gọi là trái cây có mang giống. Nếu như một người mà nói với cha tại sao cha giảng cây cỏ có mang giống để cho bị đuổi gì, thì cha nhận ra người đó Công giáo liền. Còn con này cũng gọi cho cha, bà này bà gọi cho cha, thì cha nhận ra bà là người ngoại đạo liền. Bởi vì cha đó, bà nói cha giỏi quá, cha hay quá, mà tại sao cha giảng cây cỏ hột giống gì để bị đuổi đuổi vậy. Thế thì cha giải thích cho bà. Cha nghe cái giọng nói của bà là cha nghĩ bà không ngoài Bắc, cha hỏi bà không ngoài Bắc không, nó phải con rồi đó. Bà làm nghề gì? Bà nói con làm nông. Bà có biết con trâu không? Bà nói nhà con nuôi trâu nhiều lắm. Bà nuôi trâu để làm gì? Để cày ruộng, để cổ lúa, để kéo mùa khô, để kéo dưa, kéo sòi, kéo lúa, cái này cái kia, cái bờ lộ đó, con trâu á. Thì cha hỏi tiếp, vậy con trâu nó ăn cái gì? Bà nói con trâu nó ăn cỏ. Rồi nó làm cái gì? Nó đi kéo cày. Vậy bà cưng nó không? Bà nói bà cưng. Bởi vì con trâu nó ăn cỏ, nó đi kéo cày, con cưng lắm. Rồi con trâu nó ăn cỏ mà nó không đi kéo cày, bà cưng nó không? Bà nói cưng mà ít. Cưng mà ít. Vậy thì bà làm sao nó? Tới chừng mà có điều kiện con bán nó đi. Bởi vì nó ăn cỏ mà nó không chịu đi kéo cày thì con vẫn cưng nó, nhưng mà tới điều kiện nào đó con bán nó đi hoặc con ăn thịt nó. Còn con trâu mà nó ăn cái cỏ mà nó kéo cày tận tụy thì bà cưng không? Con cưng nhiều lắm. Nuôi tới chừng nào nuôi hoài, chừng nào nó chết thì bán. Chết cũng bán ăn thịt. Thế thì cha mới nói với bà. Thế thì cha mới nói với bà, cha giống như là một con trâu vậy. Cha ăn cây cỏ có mang hạt giống, sau đó cha đi kéo cày, là yêu thương nhà cho không thì Chúa sẽ sử dụng cha hơi lâu lâu chút. Mà nếu cha ăn cây cỏ mà hạt giống mà cha không đi kéo cày là yêu thương nhà cho không, thì thời gian nào đó cha vẫn phải chết. Đúng vậy không? Giống như con trâu không? Vậy thì cái chuyện ăn cây cỏ mà hạt giống không phải chuyện tu hành gì? Ăn cái thức ăn của mình chứ đâu có tu hành gì đấy. Tu hành là phải yêu thương nhà cho không. Đó là xã hội. Còn đối với giáo hội Công giáo thì tu hành là phải yêu người như mình ta vậy, amen. Đó lại đó là đối với giáo hội Công giáo. Vậy thì cha nhắc lại một lần nữa nha. Cái thức ăn mà cha ăn hàng ngày là cây cỏ có mang hạt giống đó. Thức ăn này là thức ăn của mình. Nếu mình ăn thức ăn này mà mình ngồi chơi thì sẽ có ngày ông chủ cũng sẽ bán mình đi làm thịt. Là ăn trâu á. Mà nếu con trâu nó ăn cỏ xanh mà nó đi kéo cày thì ông chủ sẽ nuôi nó lâu hơn chút. Vậy thì cha ăn cỏ xanh, cha ăn cây cỏ có mang giống, nếu như cha làm biến thì sẽ có ngày cha cũng sẽ gặp. Còn nếu cha yêu thương và cho không như thế này thì sẽ có ngày cha chết, nhưng mà cha chậm chết vì ông chủ vẫn thương. Vậy thì cha nhắc lại một lần nữa, ăn cây cỏ và hạt giống mới là tu hành gì đây thế? Đối với mọi người thì nói chuyện này tu lớn lắm à. Không có. Còn ăn động vật là sai. Ăn động vật là thức ăn không nano mà cha đã trình bày với các nhà khoa học tại Hà Nội. Đó là thức ăn không nano. Thức ăn nó ăn vào sẽ chết. Nên sẽ bệnh đó. Sẽ bệnh giờ bệnh đến chết. Bằng chứng là cha trị mấy chục ca bây giờ còn biết bao nhiêu ca đang có mặt đây nè.
Bây giờ cho mời cái ông bệnh nào ra đứng đây làm chứng giùm cha cái. Sáng nay không có gặp ông nào đây, nhưng mà thôi, gặp ông ngồi đây. Đây, xin mời ông ra đây nói vài câu. Đây anh chị em thấy nè, bất tử là cha không có, sáng nay cha không gặp bệnh nhân nào hết, nhưng mà đây là mình còn 4 bệnh nhân đang có mặt đây. Thì ông này từ Mỹ về nè. Tiểu bang nào không? Tiểu bang California đó, phải không? California đó. Ông thành phố nào không biết, ông này từ Mỹ về để chữa bệnh ung thư đại tràng nè. Thì hết hay không thì lát nữa ổng sẽ nói chuyện với anh chị em. Nhưng bất ngờ quá cho mời lên thôi nha, không có suy nghĩ gì không. Thôi thì cứ chia sẻ được gì chia sẻ nha. Tiếp là kính cha Pedro nhân từ cùng chính quyền địa phương và các cô bác có mặt hôm nay ở đây. Tôi thì ở thành phố Bakersfield của California bị ung thư đại tràng di căn qua gan thời kỳ cuối. Thì sau khi ở bên Mỹ nó xét nghiệm tôi rồi thì nó cho tôi là nếu không vô quá chất thì chỉ sống được 6 tháng thôi, và nếu vô quá chất thì kéo dài khoảng từ 2 đến 3 năm. Thì tôi quyết định là về đây uống thuốc nam. Nhưng mà trước nhất là tôi về tôi chưa biết ra được, tại vì trong lúc đó cũng ban mai. Sau khi được về đây khoảng 1 tháng tôi cũng uống thuốc nam của các nhà thuốc bên đây. Thì bà chị xui tôi bên Mỹ có điện về nói là cha Tường đã trị bệnh ung thư hết. Thì tôi cũng tra lên mạng thì thấy là cha Tường đã trị nhiều ca ung thư đã hết. Thì tôi đến đây nhập viện hôm nay là được gần 20 ngày. Thì được cha Tường và các thầy thuốc ở đây chữa trị thì tôi thấy trong người tôi nó khác lại nhiều. Và cái sức khỏe có ngày một ngày nó được nâng lên. Thì đây là cái khoa học của đã cũng đã chứng minh, thì cha Tường đã trị cho những chứng bệnh ung thư chúng tôi là theo khoa học chứ không phải là theo mê tín gì đâu. Thì tôi của hôm nay tôi đứng đây để mà nói lại các cô bác là trước nhất cha Tường đã đóng góp như cứu được sinh mạng chúng tôi là một điều rất là tốt. Cha mẹ cho chúng tôi sự sống, nhưng mà hôm nay tôi đã bệnh như thế này thì cha Tường mang lại sự sống thứ hai cho tôi. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Thì trước nhất là cảm ơn cha Tường rất nhiều. Kế đến là các thầy đã tận tình giúp đỡ cho tôi để mà chữa bệnh. Thì hôm nay tôi xin cầu chúc như cuối năm thì chúc bà con ở dòng lớn này có một năm gọi là một tràn đầy hạnh phúc và mọi dạng sự như ý. Tôi xin hết. Anh xin cảm ơn ông rất là nhiều, bất ngờ quá, không biết ông phải nói gì. Tại vì con không nghĩ là ông phải nói. Lát nữa mời bà ông Thư Vú lên đây nói luôn. Bà này cha gặp có một lần tới giờ đó mà không biết bà ở đây được bao lâu rồi. Xin mời bà lên đây luôn. Cha gặp bà có một lần, bà ở đây, cha ở đâu mà cha gặp bà có một lần một. Lần đầu tiên cha nhận bệnh rồi tới đây cha không thấy mặt bà là ai luôn. Bà ơi, bây giờ là bà đã đến đây được bao lâu rồi nè? Cha mới nói chuyện với bà có một lần mới nhận bệnh thôi, đến nay là lần thứ hai nè, đúng vậy không? Rồi bà chia sẻ coi. Kính thưa các chính quyền địa phương đây với các bà con, tôi là Văn Minh Thuật, đã đến đây được hôm nay được 25 ngày rồi. Thì thấy sức khỏe của tôi là tiến triển rất tốt, thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, là tôi chỉ biết cảm ơn cha và các thầy đã nhiệt tình chữa chữa bệnh cho tôi được sau này cho nó hết hẳn là tôi mừng rồi. Thì tôi bây giờ tôi chỉ biết cảm ơn cha và các thầy và các ban chính quyền địa phương ở ấp Rồng Lớn này và các bà con đến đây. Thì tôi cũng chào các bà con để cho năm hết Tết đến, chúc bà con có một sức khỏe để làm ăn tốt và tiến triển hơn. Dạ, tôi xin hết. Cảm ơn bà nhiều lắm rồi. Ngày bà vô tới giờ 25 ngày cha mới gặp được lần thứ hai, 25 ngày mới thấy được lại lần thứ hai. Lý do đơn giản là bởi vì cha quá là nhiều công chuyện, cha không có tới đây được. Cha giao lại cho các thầy chữa bệnh. Rồi bệnh nhân thì đến nhà chú Năm trọ đó thì có chính quyền địa phương coi sóc, còn cha phải lo đi cầm thuốc tiếp tục. Với lại sắp tới đây cha sẽ có một cái cuộc đàm thoại với các nhà khoa học Hà Nội tại đây. Rồi sau đó vào dịp tháng 4 cha sẽ đi thuyết trình ngoài Hà Nội một lần nữa.
thì có lẽ là năm 2019 này cha phải có quá nhiều công chuyện để cha đi, hoặc là cha sẽ đi thuyết trình tại Hà Nội một lần nữa, ít nhất trong năm 2019. Rồi các nhà khoa học Hà Nội, các chính quyền ở ngoài Hà Nội họ sẽ đến đây một lần vào dịp sau Tết 20 ngày. Sau Tết 20 ngày thì có các bác sĩ Mỹ về đây, bác sĩ Ndu, bác sĩ Đề Vu, bác sĩ Aran. Các bác sĩ Mỹ sẽ hợp tác với cha để chữa bệnh, cũng như là các nhà khoa học đầu ngành ở Hà Nội sẽ đến đây để cha thuyết trình một lần, để cha đi Hà Nội cha thuyết trình một lần nữa vào dịp giữa tháng 4, thì chắc cha cũng sẽ mời các vị này đi theo cha. Rồi nếu không có gì trở ngại nữa thì có thể cha sẽ đến Canada để cha thuyết trình cái công nghệ này để chữa bệnh cho những người dân Canada. Hôm cha cũng đã coi cái đời sống của người dân Canada rồi, cha đã thấy hết rồi mọi chuyện này, tại cha nhắm đường đi trước của cha rồi. Vậy thì thưa anh chị em, cha bây giờ cha anh chị em cầu nguyện cho cha nhiều nhé, cầu nguyện cho cha nhiều để cha có sức khỏe, để cha xin tiền giúp anh chị em. Cũng trở lại câu ca dao tục ngữ là còn cha gót đỏ đến khi cha chết, gót con đen xì. Câu này quan trọng lắm nha. Cha nghĩ là bây giờ mà cha chết rồi anh chị em cha cũng buồn 5 phút ha. Buồn 5 phút thì thầy chắc chú cũng chưa cho cha chết đâu, tại vì cha đang cứu được nhiều mạng người ha. Cứu được nhiều mạng người. Nói như ông này từ Cali Mỹ về, anh chị em đâu thể nào giàu hơn ổng, mà anh chị em đâu thể nào có điều kiện đi hơn ổng. Ổng từ Mỹ không phải về đây em chữa bệnh, thế thì mình ở Việt Nam mình chê đây là mình thua rồi, phải không? Mình thua rồi, tức là mình không hiểu gì hết. Bây giờ còn một ý kiến rất là quan trọng là ý kiến của chính quyền địa phương, đó là chúng ta. Nhưng mà trước khi ý kiến của chính quyền địa phương thì cha có một người mà đã giúp cha coi như là khoảng 6 tháng nay, là cái ông mà ổng giúp cho cha vật tư, là được gọi là ổng bán vật tư cho cha để làm đường trường trạm đây nè. Hôm nay có mặt đây thì cho xin mời ông Quyền Quý chút nha. Cho xin mời ông Quyền Quý vô đây chia sẻ cho cha vài câu nha. Nãy cha thấy đứng ngoài rồi nhưng mà cha bận biểu cha không vô được. Xin mời hai vợ chồng vô đây nha. Cha giới thiệu với anh chị em, đây là ông chủ vật tư đã xin mời ông Quyền Quý lên đây ngồi đây. Ông đứng đây trước khi ngồi đó đứng đây nha. Đây là ông chủ vật tư Quyền Quý. Ông đã tiếp sức cho anh chị em gạch đá sỏi để đi đường. Tuy nhiên thì cha mua của ông, nhưng mà ông bán với cái giá cả rất là phải chăng. Anh chị em tặng cho ông một tràng pháo tay nha. Sau đó anh chị em phải cầu nguyện cho ông, bởi vì ông đã giúp anh chị em, không phải giúp cha. Ví dụ như giờ khối đá này người ta bán 100 ngàn, ổng cũng bán 100 ngàn, nhưng mà ổng bán khối đá 100 ngàn là dung kê, còn có khi người ta bán khối đá 100 ngàn vừa đủ, còn ổng cạp thêm khối rồi ổng cho, giống như là mình mua bắp hầm rồi gói bắp hầm bỏ ăn muỗng muối mè rồi mình xin thêm chít nữa vậy đó. Hiểu không? Xin thêm chít nữa thì cái chít đó là ông này đây, ông này là ổng cho chít nữa đó. Cái chít đó quan trọng lắm ạ. Cái chiếc đó là cái chiếc nuôi vợ nuôi con đó, mà ổng lại cho ông chiếc đó thì anh chị em có đáng cầu nguyện cho ổng không? Đáng không? Có đáng cho ông quan nghênh ổng tràn hóa tay không? Đó. Vậy con có cái lời nào con nói với bà con, với chính quyền địa phương? Cũng cảm ơn anh chị em, ông bà, cô bác. Sau này có những gì ủng hộ cho bên Quyền Quý đi. Trước hôm nay thay lời của cha cũng rất cảm ơn. Xin mời Quyền Quý vào đây nha. Ổng thì nói vậy thôi đủ rồi. Thứ nhất là ổng mời anh chị em mua vật tư của ổng, thì đương nhiên là ổng sẽ có cách giúp anh chị em chiết nó cho nó. Cái chiết đó quan trọng đó, cái chiết đó quan trọng đó nha. Vậy thì đó là cái niềm vui nha. Cuối cùng con mời chúng Đông có vài lời để dạy dỗ tụi con nha. Thực chất là kính chào linh mục Tường cùng toàn thể cô bác các bạn hôm nay. Đúng bữa nay thì con 3 tháng chúng mình là đã gặp nhau nữa rồi, thì tôi nghĩ rằng cũng như là
cha Từ hồi nãy phát biểu rất là dài dài, rất là một quý, một quý tức là ba tháng gặp nhau tại cái điểm này. Đấy. Thì qua nghe cái báo cáo của là thủ quỹ trong một năm thì mình nghĩ rằng là coi như là hồi nãy cha Từ có nói thí dụ một phần thì thấy không có gì, mà tổng kết một năm thì thấy rõ ràng to tát rất lớn, trong đó 6 vấn đề quan trọng. Thứ nhất là bây giờ cho là gạo thì cô biết, cô bác biết trước đây thì coi như là hàng tháng thì cho là coi như là 6 tấn gạo hàng tháng, rồi sau này chi phí rất nhiều thì mới rút lại bây giờ là coi như một quý tức là 3 tháng cho một lần đó. Thì bây giờ cô bác thấy đó, rõ ràng đấy là thực tế thì 6 tấn gạo tính là bây giờ tính số tròn thôi 10 ngàn ký hơn, tức là 60 triệu đó, đợt gạo này 60 triệu. Thì qua cái thư ký đã tổng kết rồi, vậy là coi như trong là năm 2018 tức là 16 tấn gạo tức là 160 triệu. Qua thấy là cái mức là thấp lắm, mà hôm rồi tôi đã nói rồi, tôi nói bây giờ tôi không, thì tôi hết qua một chút xíu vấn đề thì tôi nói bây giờ cái điểm chữ thập đỏ như kim này tuyệt vời, chưa nơi nào có cả đất nước Việt Nam. Đấy. Hôm rồi tôi cũng nói rất nhiều vấn đề, tôi nói bây giờ là cô bác là đúng số cho năm tờ giấy số, năm tờ giấy số giờ nhiêu, bây giờ số tròn là phải 8 triệu tỷ phải không? Quá thế rồi, thì bây giờ chỉ cho cô bác chỉ một lần gạo thôi, cháu khi nào là cái người đó cho hai lần gạo luôn, không có, mà xét cái đó mới cho. Đấy. Còn bây giờ cái yêu thương cho thông của điểm chưa thật đỏ dùng lớn, và đặc biệt cái này cũng là cái xã Vĩnh Viên là cái địa điểm là ấy ấp vùng lớn rất tuyệt vời, cho là coi như là cho cái hình như cái thiếu này là coi như là thiếu là ổng gọi là vĩnh viễn tức lâu dài đó, không thể cái chính quyền là xét bây giờ là hàng năm xét và rút lại cái thiếu của hát rõ ràng là có, bây giờ là có do chính quyền địa phương xét rồi, bây giờ là giữ vững những cái đó thì tự động cô bác bây giờ muốn rút lui rút lui, còn bây giờ giữ vững cái thiếu rõ ràng là bây giờ là cái điểm này là tuyệt vời, không hàng năm không xét, có tăng giao một khi nào phải xét, bây giờ là giảm là tự cô bác thấy bây giờ mình phấn đấu vượt lên cái chính mình, tức là đấy rồi mình tự mình rút để nhường cho người khác đó, tự cô bác. Vấn đề thứ hai nữa thì bây giờ tổng kết 6 vấn đề tôi thấy được, bắt đầu thấy trước đây tôi cũng không ngờ được vấn đề cái điểm này nữa. Tính là cho nước rồi cho gạo rồi sơ xài thôi, mà ai ngờ đâu mà một năm tôi đã đến đây cùng với là cha Tường cùng với là ban hội chẩn đây mà nghe tổng kết một cái con số là hồi nãy tính ra tính đường á, nếu đường là gần 2 tỷ bạc, cái đường này chưa lắng nhựa đó thì tính anh đường này gần 1 tỷ rồi đó, thì nó là tiền gạo tiền nước rồi tiền là cho cách cho hồn đó, rồi tiền là chữa bệnh nãy thì tôi nói rất rõ chữa bệnh, mà tại sao nói là chữa là coi như ăn cháo nano lại chính tôi, nhà tôi là bây giờ tôi xây nhà cỏ, tôi biết là coi như cha con rất nhiệt tình, bây giờ nếu là coi như khám thì nãy tới hộp rồi cha từ nói rất rõ, bây giờ khám rồi thì phải tới hộp, nghĩa là thái y trường hợp đặc biệt quá về yếu quá rồi bây giờ phải vô nước biển chứ, mà cái chi phí là tiền xe cộ bây giờ là chuyển lên là bệnh viện Tài Vinh rồi cha từ cũng lo đó, rồi chi phí trong cái bệnh viện đó rồi ra về thì cha từ cũng lo luôn, mà đặc biệt là có như là xa nữa thì bệnh viện là ở Sài Gòn tức thành phố Hồ Chí Minh đó, bệnh viện của là trung tâm Hòa Hảo đó, khám khi nào thì cứ không bỏ lo thì cái đó là tuyệt vời không đó, đáng lý bây giờ gia đình đó phải giúp tiền ra đó. Mà gia đình là coi như là công sức bị gia đình là cũng nhiệt tình, mà cuối cùng cha Tường không cho gì đó, mà toàn bộ thấy cô bác thấy cái chuyện đó rõ ràng là tuyệt vời, mà nhất là cái ngày nay tôi thấy thăm mấy ca ung thư đã hết thực tế, có người hỏi tôi bây giờ nó cũng nói sao chứ nữa bệnh gì bây giờ là cho ăn cháo không nữa lại là uống đất cây mà là hết bệnh. Chính bây giờ tôi đi Hà Nội với cha Tường với anh Tám đây, ông đó là ổng là tiến sĩ á, trong cái hội trường ổng dám phổi cho Tường phổi sẽ mắc cỡ cái gì đó, tức là mình tiến sĩ mà cái kiểu ngồi gần tôi ăn cơm trong hội trường hỏi gì là chú hồi nãy chú nói vợ chú hết bệnh là tiểu đường mà ăn cháo nó nâu, bỏ cháo nâu nấu làm sao. Tôi cười tôi nói gạo bỏ vô nước nấu cái gì đâu, tôi nấu như cái cháo mình mà đặc biệt cái nano là khác, là chứ không phải nấu được kiểu ấy đâu. Nó thấy
mà cái đó là quân cháu hỏi là cha tượng á, tôi thấy tôi nói vậy đó, nghe không vậy đó. Rõ ràng bây giờ là tôi nói là tới Hà Nội mới biết cái chuyện đó, cực kỳ, có nghĩa là tiến sĩ giáo sư đồ về là rồi phải là chấp nhận là chỗ là cha tượng đó. Rõ ràng tôi thấy cái chuyện qua qua rồi, một cái là tắt đường đi đến Hà Nội mà thấy cái chuyện là cái công nghệ này đã hoàn thành của lại cha tượng, thấy tuyệt vời. Thôi bây giờ là ngắn rồi, bây giờ năm hết Tết đến rồi, tôi có quá ngay giờ. Tức là con đây không phải chạy thải con tim không đâu, có những người lại nói là khác nữa. Thì xa, thời nắng sắp tới thì tôi cũng ngắn gọn. Thì mỗi vấn đề đó là bây giờ cha tường đã nói hết rồi, là thủ quỷ đã kê khai ra từng món hết anh rồi. Trong đó là anh Tám đây, cũng trình bày rồi. Cuối cùng thì bây giờ năm hết Tết đến cũng biết nói gì hơn, thì một thằng gạo này cũng gọi là của coi như là hội chữ thập đỏ á, cô bác dặn về thì là vui xưng ba ngày xưng á, để là coi như là rõ ràng là cái chuyện là mình biết là cái gạo này gạo là tình thương gạo nghĩa tình, thì cô bác là cẩn thương luôn. Bây giờ là hồi nãy như là thầy Nam nó cứ thầy phun nè, thầy dặn dò rồi gắng cố gắng mình đến đây là có chứ chữ thọt đỏ yêu thương cho tâm, thì bây giờ những cái gì mình cũng nhịn được trong cái xã hội này nè, nhiều vấn đề lắm, thì nãy là coi như là thầy Năm đã có nói thằng đó rồi, thì còn tết chứ nha, thấy ở đây thì rõ ràng đây là dân được cái dân này giữ tờ thôi, giữ tờ là gì, dân nghèo đó, dân không gạo nấu, dân không ruộng, không là tàn ruộng thôi. Thì cuối cùng là sắp năm đó là hết đã cả kề rồi, đầu năm mới chúc bà con là khỏe, hạnh phúc, cho gia đình và mặt ăn là tiến lên, rồi là giảm dần là những là cô bác rồi dẫn dẫn là tiến lên, tức là không đến đây để nhận số gạo nữa, thì đó tôi cũng mừng. Cuối cùng là xin cảm ơn cô bác. Cảm ơn chú Năm rất là nhiều. Cũng trở lại vấn đề cha nói về bệnh, cái đầu của cha bây giờ nó ở chỗ bệnh nhiều hơn ở chỗ gạo với nhà. Dĩ nhiên thì cha biết trong tương lai năm 2019 cha làm rất là nhiều chuyện, ví dụ như là cha gom đất lại để cho trồng thuốc, rồi cha làm đèn đường thắp sáng cả các đường lớn mình. Tất cả những điều này thì cha nhờ chính quyền địa phương hay là ban của cái quản nhiệm của điểm học chữ thập đỏ luôn. Còn cha báo cáo cho một cái tin vui là ngày hôm qua là Nhật Bản có đăng tải một tờ báo là các nhà khoa học ở Nhật Bản đã nghiên cứu ra được trong gạo ăn của mình nó có cái chất là chống tiểu đường và chống đường huyết. Thì khi cha đọc cái tờ báo đăng tải ngày 29 tháng 1 thì cha biết mình đã thành công lớn quá, cha biết mình đã thành công lớn quá trong chuyện chữa bệnh bằng cháo nano. Do vậy mà cha nghĩ rằng từ từ anh chị em sẽ nắm bắt được, anh chị em hay hơn cha nhiều, hay hơn cái chỗ là nắm bắt theo dõi tình hình hay. Còn cha thì cha đã khẳng định, rồi các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã khẳng định rồi, thì trong cái gạo trắng này là gạo nâu hay là gạo đỏ không có chất đó, mà trong gạo trắng này có cái chất để mà chữa tiểu đường và chữa gút và chữa các loại nan y. Thì từ cái gạo trắng đó chúng ta cho nano ra thì chúng ta sẽ chữa được các bệnh. Thì cuối cùng thì chắc là mọi sự đến đây chúng ta kết thúc nha. Thôi chúc anh chị em một năm mới bình yên mạnh khỏe. Bây giờ anh chị em đứng lên cho mang phước lành cho năm mới rồi mình cùng nhận gạo đi chứ. Như anh cha và con và thánh thần sáng danh đức Chúa Cha, hiện đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng còn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em năm 2019 được bình yên. Amen. Xin Cha và Con và Thánh Thần Amen. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Hay là chúng ta từ từ chúng ta nhận gạo nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Trời đâu có lòng từ bi là đầy
Hợp tâm đầu ở đây chứa chan.